Mấy hòn đá trông thật là ngon. Mấy hòn đá, ngon ư? Tất cả mấy hòn đá này sẽ làm được một món canh hảo hạng. Nhưng bạn không thể ăn đá được. Nếu bạn để lại cho tớ hai hòn đá, tớ có thể chỉ cho bạn cách làm món canh đá cực kỳ ngon.